Hôm qua ngày 15 tháng 7, tại huyện Cầu Kè, ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các hoạt động chuẩn bị festival 100 năm giờ Sáp Trà Vinh và tuần lễ Du lan Thắng Hội huyện Cầu Kè năm 2024. Báo cáo cho biết, đến nay, huyện Cầu Kè và các ngành chức năng tỉnh đã xây dựng chương trình kịch bản lễ khai mạc, thành lập 3 tiểu ban phục vụ festival 100 năm giờ Sáp Trà Vinh và tuần lễ Du lan Thắng Hội, và làm việc với các hộ kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, homestay, thành viên hợp tác xã nông nghiệp du lịch, các hộ dân làm du lịch trên địa bàn huyện để thông tin sự kiện festival 100 năm giờ Sáp Trà Vinh và tuần lễ Du lan Thắng Hội huyện Cầu Kè năm 2024 và đang hoàn thiện các công trình xây dựng cơ bản phục vụ lễ hội. Bên cạnh đó, đã vận động 50 doanh nghiệp tham gia 100 gian hàng tại hội chợ thương mại. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh đề nghị các sở ngành tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Cầu Kè sớm hoàn thành báo cáo công tác chuẩn bị các hoạt động cho sự kiện festival 100 năm giờ Sáp Trà Vinh và tuần lễ Du lan Thắng Hội huyện Cầu Kè năm 2024. Báo cáo thường trực tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh nắm chỉ đạo thực hiện. Đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị, hoàn thiện hệ thống vỉa hè, cống thoát nước khu vực phục vụ lễ hội. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các vấn đề liên quan đến sự kiện festival nhằm giới thiệu quảng bá sự kiện quan trọng này. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh cũng đề nghị sớm đề nghị Bộ Khoa học Công nghệ cấp bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho dự sách Trà Vinh. Đặc biệt, phải đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Sự kiện Festival 100 năm dự sách Trà Vinh gắn với tuần lễ Du lan Thắng Hội huyện Cầu Kè năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 8 năm 2024 trên địa bàn huyện Cầu Kè.